Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Bên đi, let's go. Ok. Chapter 1, Moving Picture. Let's go. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay, let's go. Các bạn tìm 6 món đồ, sau đó thì sẽ đập vào 6 trụ này. Món đồ thứ nhất rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm tiếp món đồ thứ hai. Let's go. Thứ ba, một cái bánh răng. Wow, một cái sách. Ok. Và còn một món đồ cuối cùng ở trong này. Let's go. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Ok, đã đủ 6 món đồ. Ok, that's all of them. Và các bạn đặt vào 6 cái trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Wow, có một quái vật. Vừa mình vừa nhìn thấy một cái đầu quái vật luôn ở đây. Sợ thật. Sợ ok.
Nhảy ra đây xem nào. Wow. Oh my gosh. Ok, xoay tiếp đây nào. This will definitely come in handy. Let's go. Rồi, và mình sẽ sang tiếng thứ hai. Bendy Run, let's go. Các bạn phải né tránh những cái đòn của ông ta bắn ra. Và các bạn phải ăn những cái rìu hoặc là gạch hoặc là một miếng sắt. Thì cái rìu các bạn ăn, các bạn ném thì ông ta sẽ mất 2 máu. Gạch thì nó là mất máu ít nhất, đó là 1 máu. Còn cái sắt kia thì ném ông ta mất được 3 máu luôn. Đây, đang 32. Và khi mình ném trúng ông ta, còn 29 luôn. Ok. Ta bắt đầu điên rồi. Let's go. Wow, chúng mất một viên rồi, không sao. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. I've got a date with the cheese deluxe.
Let's go. Couple of beers right here. You better get that 40-ounce Malaga away from me. I need some real room. Gọi lên cảnh sát, bỏ thôi. Oh, what? Oh my God. Call that fine woman. Ok. Vinny. Tưởng mất ô tô, còn nào vẫn còn. Trong taxi này cũng là rất thích đánh nhau rồi. Dám nằm ở xe của mình. Người ta chạy rồi. Relaunch sunshine shine. Night until Monday on Lift 106. Đây là những anh chàng gọi là đi tán gái. Let's go. Tiêu diệt anh ta. The Leone's dealing this city, nobody else. You hear me, you Sendako fucks? I'm starving here. Don't make me bleed, then, bitch. You wanna say something? Oh. Rất là nhiều tiền luôn. Ok. Rồi, và mình sẽ sang game tiếp theo. Slender. Slenderina Asylum. Let's go. Ok, tựa game này thì các bạn đi tìm 8 tờ giấy. Đây là một bóng ma trong trong này là trong bệnh viện rồi. Đúng rồi. Ok. Đây có một chiếc chìa khóa này. Mình sẽ đi hết giềng ngoài, sau đó đây sẽ quay về giềng trong để cho không bị lẫn. Xem nó có dám vào chỗ nào không. Let's go. Có vẻ ông quỷ đang ở gần đây. Đây tờ giấy đầu tiên. Đây là hộp máu này. Wow, chỉ có mà đã xuất hiện rồi. Tiếp tục sang phòng bên này. Wow, let's go. Tờ thứ hai. Wow,
Let's go, let's go. Tờ thứ ba. Đó, các bạn cứ đi xung quanh tất cả các phòng, sau đó tìm những 8 tờ giấy và các bạn sẽ hoàn thành được game và các bạn thoát khỏi bệnh viện ma này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Benji, let's go. Bật lên. What day? Màu sắc của tựa game này thì nó hơi sắc nét một tí cho nên nó hơi khó nhìn. Wow, ok. Bà ta thì ngã không nghe tiếng mình mở xe. Wow. Oh my gosh. Wow, ok, ok. Rồi, và mình sẽ sang game tiếp theo. Fly Upgrade 2. Let's go. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Tối hôm nay thì các bạn phải đi coi con gấu, nó sẽ lẩn trốn và nó sẽ vào nhà. Thì cách chơi của game này rất đơn giản thôi. Khi các bạn bị con gấu vào nhà thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, các bạn sẽ soi. Còn khi nó chưa vào nhà, các bạn sẽ soi cam xem như thế nào. Các bạn soi và làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào nhà các bạn. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kink. You're only the second guard to work at that location. Đó, các bạn coi như thế, càng lâu thời gian càng tốt. Và hiện tại bây giờ mình đang là 1 giờ đêm. Và càng coi lâu càng tốt. Cách chơi game này rất đơn giản thôi. Đây là một tựa game khác nổi tiếng trong những năm vừa qua. Tránh con gấu nó vào nhà các bạn. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Fly Express 3. Let's go.
Ok, tựa game này thì cách coi đơn giản hơn, nhưng có điều là nó phức tạp hơn ở cái là đó là nó có rất nhiều cam, cam bên ngoài, cam bên trong. Đó. Và còn những cái cam thì nó rất là khó nhìn, cho nên các bạn phải để ý thật kỹ. Khi ví dụ một con gấu nào ở trong căn phòng này, trong những cái cam này, ví dụ như cái cam 10, cam 1 của các bạn, các bạn nghi ngờ con gấu, các bạn sẽ phải play audio để nó tạo tiếng và con gấu nó sẽ thét và nó chạy đi. Và cái audio này thì tầm khoảng tầm 5 giây đến 7 giây thì là nó sẽ hồi lại. Đó, 5 giây nó sẽ hồi lại, thì các bạn sẽ dùng cái hồi lại đó, các bạn ấn tiếp. Nghi ngờ chỗ nào thì các bạn ấn tiếp. Cách chơi rất đơn giản thôi. Let's go. Ta mày hơi tối này, hơi khó nhìn này. Đây cũng khó nhìn một chút. Ok. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. But I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, so we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, but you know, like I said, we're nói cho bạn coi thời gian lâu càng tốt. Hiện tại thì mình đang ở lúc 2 giờ đêm. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Chris, let's go. Let's go. Cẩn thận không là chết ngay. Mình chưa bị chích cái chỗ con này. Cái con đấy đánh áp phải quanh bên đường bên kia thì sẽ sống dễ hơn. Chuyên đai chỗ đó luôn. Let's go. Đường cuối cùng khá là dài. Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.